bệnh dại là một bệnh nguy hiểm và không hề có thuốc điều trị đặc hiệu và rõ ràng là có nguy cơ tử vong rất cao. Vì thế nhiều người khi bị chó mèo cắn hoặc là cào nếu mà chủ quan không đi tiêm phòng có thể phát bệnh và tử vong sau đó. Và sau 2 tháng bị chó hàng xóm cắn nhưng mà lại không tiêm vaccine phòng bệnh, người đàn ông 42 tuổi ở Lạng Sơn đã phát hiện bệnh dại và tiên lượng tử vong. Bệnh nhân nam 42 tuổi, trú tại huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn, vào viện trong tình trạng sợ gió, sợ lạnh, sợ ánh sáng và tăng kích động, thích ở trong bóng tối. Người nhà cho biết bệnh nhân bị chó nhàng nhà xóm cắn vào cẳng chân và cách đây 2 tháng chủ quan nên bệnh nhân không đi tiêm phòng dại. Và khi bắt phát bệnh dại thì bệnh nhân mới được đưa đến bệnh viện nhưng mà do tiên lượng tử vong cao nên gia đình đã xin dừng điều trị. Và bệnh dại hiện nay thì chưa có thuốc điều trị đặc hiệu và rõ ràng khi đã lên cơn dại thì tỷ lệ tử vong là gần như 100%. Vì vậy, sau khi bị chó mèo hoặc động vật cắn, cần phải tiêm phòng dại để mà ngăn ngừa bệnh. Và các chuyên gia thì khuyến cáo để ngăn ngừa dại thì người bệnh cần sau khi bị chó cắn hoặc là mèo cào, hoặc mèo cắn thì cần phải rửa kỹ vết thương trong vòng 15 phút với nước và xà phòng hoặc nước sạch. Sau đó thì sát khuẩn bằng cồn từ 45 đến 70 độ hoặc là cồn iốt để làm giảm thiểu cái lượng virus dại tại vết cắn và có thể sử dụng các cái chất khử trùng thông thường như là rượu, cồn hay là xà phòng các loại, dầu gội, dầu tắm để rửa vết thương ngay sau khi bị cắn. Vâng và sau đó thì cần phải đến ngay cơ sở y tế để tiêm vaccine phòng dại, ngay cả đối với vết cắn, vết cào nhẹ. Tiêm vaccine sớm để hình thành kháng thể bảo vệ cơ thể và tốt nhất là tiêm trong vòng 24 giờ sau khi bị cắn.